vận tải cơ C17 của Mỹ tới Hà Nội. Sáng mùng 3 tháng 9, hai chiếc máy bay vận tải C17 của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, thành phố Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên, chiếc C17 đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 9 giờ 40 phút, sau đó đến 10 giờ, chiếc C17 thứ hai tiếp tục hạ cánh xuống Nội Bài. Như vậy trong 3 ngày qua đã có tới 3 chuyến máy C17 đến Hà Nội. Những chuyến bay của Không quân Mỹ đến Việt Nam diễn ra trong bối cảnh chuyến thăm của tổng thống Joe Biden sắp bắt đầu. Dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 tới.